Đức Huy có đặt câu hỏi: em chào thầy, thầy cho em hỏi làm thế nào để chỉ đạo được người có tính mạng cao? Dễ thôi, bò nó thích ăn cỏ thì đút gì, đút cỏ cho bò. Gặp quan nó máu gái thì đút gái cho quan. Gặp thằng quan nó thích ăn tiền thì đút tiền cho quan. Gặp thằng si mê máu gái thì đút gái. Mà gặp thằng ngạo mạn thì gì? Tôn vinh. Thế nào gọi là ngạo mạn? Ngạo mạn chính là việc họ cho họ hơn những người khác. Và trong đạo Phật thì có bằng này trường hợp mạn. Mạn đầu tiên gọi là ti liệt mạn, tức là tôi giỏi 10 nhưng mà tôi cứ tưởng là tôi giỏi 2, cho nên dẫn tới tôi bị gì ạ? Tự ti. Thì cái đấy gọi là ti liệt mạn. Nhưng thường ngoài đời người ta không nhắc đến ti liệt mạn nhiều. Thứ hai là bị bệnh mạn. Mạn tức là tôi giỏi, tôi giỏi thật sự nhá, nhưng tôi không khiêm tốn, thì tôi sinh ra gì ạ? Mạn. Tức là ví dụ như tôi là người giỏi thật sự chẳng hạn, mà đi đâu tôi cũng bảo là gì ạ? Nếu tao là số 2 thì không ai là số 1. Thì mặc dù nó đúng, nó là như vậy chăng nữa, thì bản chất có đúng về năng lực thật của tôi là số 2 thì không ai là số 1 chẳng hạn, ví dụ thế, thì bản chất như vậy vẫn là ngạo mạn. Thì cái đấy nó gọi là mạn. Mạn tức là cái này có thật, thùng này không rỗng, thùng đặt đàng hoàng và kêu cũng to. Đấy, thì như vậy là bệnh đấy là bệnh của mạn. Cái bệnh thứ ba là gọi là mạn quá mạn. Mạn quá mạn là gì ạ? Tôi năng lực có 8 nhưng tôi lại tưởng là tôi 10, cho nên tôi tinh vi còn trên cả cái khả năng của tôi. Thì cái đấy nó gọi là ngu và nguy hiểm. Tức là năng lực thì có 8 nhưng cứ tưởng mình là 10 và tinh vi với giọng 10. Đấy, thì như vậy gọi là gì ạ? Mạn quá mạn. Xong rồi đến gì ạ? Tăng thượng mạn. Tăng thượng mạn là bố có 1 mà bố tưởng gì có 10, tức là ngu và cực kỳ nguy hiểm. Đấy. Và cái nhóm nữa là đến đỉnh cao nhất của mạn, đó là tà mạn. Tức là tôi gì ạ? Tôi giỏi thật sự, tôi là số 1 thật sự, nhưng bắt đầu tôi lại gì ạ? Tự phong cho mình là thánh. Mặc dù mình đang là thân xác, mẹ có ăn và cũng ỉa thối đàng hoàng, cũng đánh giấm thối đàng hoàng, nhưng mà tự nhiên bảo ta là thánh. Thì cái đấy người ta gọi là tà mạn, đúng không? Tự nhiên gọi mình là long thể. Tự nhiên mình thì là gì ạ? Lúc nào cũng phải nước hoa bóng lộn. Còn những thằng khác thì mày là gọi là chúng sinh. Thì như vậy là bị rơi vào cái trạng thái của gì ạ? Tà mạn. Như vậy tôi nhắc lại: 1 ti liệt mạn, 2 là mạn, 3 là mạn quá mạn, 4 là tăng thượng mạn, và 5 là gì ạ? Tà mạn. Vậy thường ở ngoài đời thì nhóm mạn, ngạo mạn rơi vào nhóm nào? Cái nhóm ngạo mạn rơi vào cái nhóm nó có thực lực ấy, và nó tinh vi ấy, thì quá sướng. Chơi với thằng đấy cực kỳ sướng. Bạn chỉ cần gì ạ? Tôn vinh nó thôi thì cái gì nó cũng dạy cho bạn. Nó móc đến ruột gan nó dạy cho bạn. Vì người đấy họ chỉ cần người khác công nhận mình mà thôi, họ không cần gì cả. Thế cho nên là gì ạ? Dùng người đấy là cực kỳ tuyệt vời. Và không mất đồng xu nào cả. Chỉ cần mất đi sự gì ạ? Chỉ còn duy nhất là hãy công nhận họ. Cho nên là bạn dùng những cái đứa nhân viên mà nó cá tính, mà bạn không quen công nhận nó, thì bạn có trả lương cao mấy thì cao nó cũng biến. Vì hạnh phúc lớn nhất của đời nó là được thằng khác công nhận mình. Cho nên tôn trọng nó. Còn thành phần mà gì ạ? Ngu và nguy hiểm, tức là có 8 mà tưởng mình có 10, thì càng khen nó thì nó nâng lên 12 luôn, là chết luôn đấy, không dùng được. Nó hỏng luôn nó và hỏng luôn cả việc của mình đấy. Lúc bấy giờ là nó lại tưởng nó là ông rơi rồi thì là chết. Vì vậy nó có 8 mà nó tưởng là mình 10 thì ngay lập tức cái người lãnh đạo ấy phải chỉ ra cho nó: mày mới có 8 thôi con ạ. Và muốn vậy giao cho nó một việc khó 10 và để nó độc lập nó làm, và đến lúc nó lăn đùng ra nó chết
thì bắt đầu gần chết mình quay lại mình cứu thì nó mới phục. Đấy là chiêu thứ hai của lãnh đạo. Nếu nó năng lực 6, hãy giao cho nó một việc 10. Vì nó 6 nó tưởng nó được 10 mà. Nó chỉ là vai trò của trưởng team thôi, nhưng nó nghĩ là nó có đủ kiến thức của trưởng phòng, cho nó làm trưởng phòng. Và nó chịu trách nhiệm doanh thu, nó tự hoạch định. Cho nó làm một tháng đi. Nhưng nhắc là nếu không làm được thì quay về trưởng team và không phàn nàn gì cả. Đấy. Và làm cam kết trước đàng hoàng để cho nó làm. Thế thì như vậy là gì ạ? Sống cho nó về trưởng team, nhưng nếu mày muốn trưởng phòng tao dạy cho mày thêm mấy kỹ năng nữa. Thì đấy là cái cách gì ạ? Định vị lại bản thân cho nó. Cái cách thứ ba đối với thành phần gì ạ? Ngu và cực nguy hiểm có 6 lại tưởng mình có 40 thôi, hoặc là tà mạng, thì loại đấy không nên dùng. Vì vĩnh cửu nó không làm được cái gì đâu. Cho nên là mạng là dùng vô tư. Chỉ cần tôn vinh họ, khẳng định họ, công nhận họ thì họ sẽ thay mình họ làm hết. Và hãy đối xử đối đãi với họ thật là tốt thì anh em sẽ đi với nhau cực kỳ đường dài, chứ không phải mạng là xấu đâu. Nó chỉ xấu trong cái góc nhìn của Đức Phật thôi, vì Đức Phật lên đến đỉnh cao của tu tập. Còn đối với người thường như mình, người trần mắt thịt như mình là thằng mạng quý chứ. Cái thằng nó giỏi thật và nó hơi tinh vi thì quý chứ. Còn khiếp nhất là thằng ngu và tinh vi thì nó mới không quý thôi chứ. Thế thì như vậy là mạng là dùng được. Mạng, quá mạng thì là định vị lại nó tí thì vẫn dùng được. Nhưng mà đến tăng thượng mạng và tà mạng thì đưa nó lên ban thờ để cúng thôi, chứ còn không dùng được đâu nhá. Kính các anh vậy, cho nên các anh phải xếp được cái nhóm người ra thì chúng ta dùng nó mới chắc được. Rồi ạ, cảm ơn anh. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.